tin không?
đang trở về chung vui tham dự với chương trình xin dâu tại phu kỳ của gia đình Hòa Nhà Gái Chúng Con trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị tình yêu của đôi duyên mới Thu Thủy và Thành Nam, trải qua một quãng đường tìm hiểu thì ngày hôm nay với chương trình Ngày Mừng Hạnh Phúc, được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự công nhận của chính quyền địa phương, sự thực hiện của đứa bạn trẻ và đặc biệt hơn là được sự chuẩn y của cha chánh xứ nơi thiên đường anh minh và cao cả, thì cha chánh xứ đã ban bí tích hôn phối hết sức là long trọng. Và ngày hôm nay với sự thống nhất của hai bên gia đình thì ngày hôm nay hai gia đình đã tìm chọn được một ngày gọi là ngày lành đặc tốt tổ chức với chị xin dâu tại vu kỳ của gia đình Hòa Nhà Gái Chúng Con trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ phút này ban tổ chức chúng con trân trọng được giới thiệu và kính mời lên sân khấu với ý kiến tình cảm được phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ có ý kiến phát biểu giới thiệu về cơ chầu nếp và xin dâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Kính thưa trên các cụ, kính thưa các ông các bà cùng toàn thể quan viên hai dòng họ. Hôm nay là được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương và sự đồng chí của bên giáo hội. Thì hôm nay gia đình tôi cũng thay mặt cho gia đình nhà trai có hai lễ vật, một lễ là kính tổ nội, một lễ là kính tổ ngoại và một cây dầu xin dầu ạ. Xin hết ạ. Kính thưa thầy, quý vị xin vui biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai có ý phát biểu giới thiệu về cơ chầu nễ vật xin dâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây cho phép ban tổ chức con trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương ý kiến phát biểu của vị biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có ý kiến phát biểu trong ngày trọng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Kính thưa các cố quan viên hai họ của toàn thể bạn bè, hôm nay được sự nhất trí của đôi bên gia đình chọn được ngày lành tháng tốt, thì tôi xin đại diện cho họ nhà gái xin nhận sinh lễ của bên họ nhà trai. Giờ phút này chúng con cũng xin được lưu ý tới sự diện của một anh một chị anh hoặc chị đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng con. Đặc biệt giờ phút này chúng ta gọi tới sự diện của hai bác trưởng đoàn sẽ trao nhận cơ chầu nễ vật xin dâu để chuyển vào phía trong nhà kính cáo các bậc gia tiên trong ngày trọng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Giờ phút này chúng con cũng rất là mong muốn những tình cảm yêu thương đến từ tất cả quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn thưa toàn thể quý vị thân yêu. Xin cảm ơn thật nhiều, cảm ơn thật nhiều những tình cảm đến từ hai bác trưởng đoàn trân trọng giới thiệu và kính mời tới sân diện cũng như một sau đây xin giới thiệu chị gái trên bên nhận lễ vật mang vào trong nhà. Xin được cảm ơn những tình cảm yêu thương đến từ đoàn biểu gia đình họ nhà trai và đoàn biểu gia đình họ nhà gái đã trao nhận những cơ chầu nễ vật xin dâu trong ngày trọng đại hôm nay, hướng tới kết tình thông gia trong ngày đôi bạn trẻ đi xây dựng hạnh phúc. Giờ phút này trân trọng được cảm ơn tình cảm yêu thương đến từ hai bác trưởng đoàn. Xin được chào đón tình cảm yêu thương đến từ một chị sân hồng tắc. Chị đã và làm công tác dẫn em trở ra sân khấu của gia đình trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Giờ phút này xin một tràng vỗ tay thật lớn đến từ tất cả quý vị thân yêu. Xin cảm ơn thật nhiều. Và giờ phút này chúng ta mời tới sự diện của chàng rể Thành Nam, các em con người sung sướng nhất ngày hôm nay sẽ trao bó hoa tươi thắm nhất cho người vợ của mình trong ngày đi xây dựng hạnh phúc. Chúng ta là một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng.
sáng ngày hôm nay. Giờ phút này chúng con trân trọng được giới thiệu và kính mời trở lại tình cảm yêu thương đến từ bà cố ngoại sẽ trở về với sân khấu để chúc mừng cho hai con hai cháu trong ngày đi xây dựng ngày phút hôm nay. Trân trọng được giới thiệu và kính mời tới tình cảm yêu thương đến từ bà cố ngoại ạ. Thương yêu nhau cho đến 900 tuổi. Với ngày vui ngày phút của hai cháu trong không khí hoan hỉ và vui mừng đó, đặc biệt ngày hôm nay với tình cảm yêu thương đến từ bà cố ngoại, xin được dành chọn những niềm vui, những tình cảm và chúc mừng cho hai cháu trong năm hạnh phúc và trọn đời thủy chung. Tất lời cha cháu xin cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ bà cố ngoại đã dành tặng cho hai cháu trong ngày đi xây dựng ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, cha mẹ luôn luôn là những người đặt những viên gạch đầu tiên được mang tên hạnh phúc và tình yêu, được mang tên ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, thu thủy và thành nam. Và ngày hôm nay với tình cảm yêu thương đó, sự diện của người cha người mẹ, sự diện của song thân phụ mẫu cha mẹ, thân sinh của cô dâu sẽ trở về sân khấu để chúc mừng cho hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Trân trọng được kính mời. Xin được chào đón tình cảm yêu thương đến từ cha từ mẹ, thân sinh của cô dâu ạ. Một tràng vỗ tay lớn để chào đón với tình cảm yêu thương đến từ cha mẹ. Và ngày mai với không khí hoan hỉ và vui mừng đó, cha mẹ sẽ có đôi lời chia sẻ với hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Con nghĩ là nó còn có thể không bạn bè đây không nữ hay là một lời tốt đẹp là gia đình mời hai con, mời cho hai con trong năm hạnh phúc. Đến lời cha con xin gửi ngàn lời thân thương cảm ơn những tâm tư tình cảm đến từ cha từ mẹ dành tặng cho hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Xin được cảm ơn thật nhiều công ơn công cha nghĩa mẹ đang nuôi con khôn lớn trưởng thành để ngày hôm nay con đi xây dựng một hạnh phúc mới, một gia đình mới. Xin được cảm ơn thật nhiều những tình cảm của cha của mẹ đã chúc mừng cho hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Xin được cảm ơn những tình cảm yêu thương đến từ cha mẹ và trân trọng là xin được mời tới sinh nhật của đại gia đình hoàng nhà gái sẽ trở về để ghi lại thế hệ đại gia đình trong ngày trọng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Xin trân trọng mời tới sinh nhật của các anh các chị các em ạ sẽ trở về sân khấu để ghi lại thế hệ đại gia đình ạ. Anh em cha bác cùng một bạn bè thanh niên nam nữ
tới nhà giai cháu dự bữa cơm là để mừng hạnh phúc cho hai cháu ạ. Kính thưa quý vị, sau khi biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai có ý phát biểu và mọi lời mời với đại biểu gia đình họ nhà gái chúng ta, giờ phút này chúng con trân trọng được giới thiệu và kính mời trở lại với sân khấu sự hiện diện của vị biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có ý kiến đắc từ trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Trân trọng được kính mời ạ. Cố quan viên hai họ thì tôi cũng thay mặt cho họ nhà gái xin nhận lời mời của họ nhà trai. Thank you.
quý vị, thật đúng là ngày vui hai họ đã về xây dựng con cháu thành ngày nhập gia. Gia đình cũng có mấy người mời trà mời thuốc để mừng tân duyên. Mà thuốc long thì quyền hương trẻ thái, xin mời những bàn tay nhẹ nhàng khéo léo bốc pha. Mà thuốc này là thuốc thăng long, trà này thì thần Thái Nguyên mang về. Mà thuốc thăng long thì khói trắng sợi vàng, mừng ngày tổ chức để đón nàng về cùng anh. Giờ phút đến đây chúng ta đã xin chuyển lời cảm ơn của gia đình họ nhà trai chúng con là gia đình ông bà Nguyễn Văn Dũng và bà Trần Thị Hoa cùng nữ dân mới tới toàn thể quý vị. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, chỉ vì phúc nửa đôi mà về. Dù cho bận rộn trăm bề, cũng chỉ vì phúc mà về chung vui và trở về tham dự với chương trình sự kiện Đại Đế Thành Hôn đăng quang cho Thành Nam và Thu Thủy trong buổi trưa ngày hôm nay. Hiện diện ở phía khán đài A với hàng ghế danh dự VIP 1 đó chính là quý cố quý ông quý bà, đại diện cho gia đình họ nhà trai và đại biểu gia đình họ nhà gái, cũng như xin được chào đón tình cảm yêu thương đến từ các bậc cô dịch cho các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Gia đình của đôi duyên mới có lời cảm ơn quý vị để chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay, ngày chính thức mà Thành Nam và Thu Thủy được trở về bên nhau. Thế năm qua tại phòng cưới của gia đình ông bà Dũng chúng con đã sáng ngời như trăng, thì ra đôi duyên mới đã nói với chị Hằng: cho em được hưởng ánh trăng muôn đời. Kính thưa thể quý vị, nhà nước mà không cấm từ năm 9, cuối năm 90 và đầu năm 91, thì hôm nay tại tư gia của gia đình ông bà Nguyễn Văn Dũng chúng con đã đốt pháo nổ vang trời vì gia đình đón được người con dâu. Và kính thưa tất cả quý vị, tình yêu của hai em đôi duyên mới Thành Nam và Thu Thủy đã trải qua những đợt tháng chờ, trải qua những đêm hò hẹn dính trăng thâu, để rồi họ đã hẹn nhau một tình yêu trong sáng, cũng như một tình yêu chân lý quý nhau trên tình trường của hai bước đường công tác. Mà ngày hôm nay đây là ngày 7 tháng 2 năm 2021, cũng là ngày 26 tháng 12 năm Canh Tý. Với sự nhất trí của hai bên gia đình họ nhà trai là gia đình ông Nguyễn Văn Dũng và gia đình họ nhà gái là gia đình ông Nguyễn Văn Thiết. Với sự công nhận của chính quyền địa phương, sự tự nguyện của các bạn trẻ, đặc biệt hơn là được sự chuẩn y của cha chánh xứ tại nơi thánh đường anh minh và cao cả, đôi bạn trẻ Thành Nam và Thu Thủy đã được cha xứ ban bí tích hôn phối hết sức là long trọng. Giờ phút trang trọng này đây, trân trọng mời tới sự diện của hai em, hai con người sung sướng nhất ngày hôm nay, đó chính là chàng rể Thành Nam sánh duyên cùng cô dâu Thu Thủy, sẽ đứng dậy ra mắt toàn thể quý vị trong ngày trọng đại hôm nay, cũng như cho phép ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố với chương trình Đại Đế Thành Hôn cho Thành Nam chính thức xin phép được bắt đầu. Một tràng pháo tay đến toàn thể quý vị. Xin diện của tất cả quý vị, xin cảm ơn thật nhiều. Xin được xin chào mời tới xin diện của Thành Nam cũng như Thu Thủy, hai em sẽ ngồi xuống để bảo đảm cho chiếc đầu gối còn cách âm trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, nhân lời mời của gia đình ông bà Dũng cũng như nhận được nhanh thông báo xinh xắn của đôi duyên mới mà ban tổ chức chúng con đang cầm trên tay, với trung tâm ban tổ chức sự kiện tiệc cưới Minh Quyết đến từ quê hương xã nhà cũng trở về đây để cùng nối kết với tình yêu của đôi duyên mới Thành Nam và Thu Thủy trong ngày trọng đại hôm nay. Lời nói đầu tiên, cho phép ban tổ chức chúng con xin được đỡ lời cho ban nhạc, xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta chuẩn bị đón một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin chúc đôi duyên mới trăm năm hạnh phúc và tròn đời thủy chung. Giờ phút đến đây trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ các bậc cao niên đại diện cho hai bên gia đình, trân trọng được giới thiệu và kính mời tới sự diện của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình ông bà Nguyễn Văn Dũng, và trân trọng mời tới sự diện của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái là gia đình ông bà Nguyễn Văn Thiết, trân trọng mời tới sự diện của song thân phụ mẫu người cha người mẹ, sự diện của ông bà Nguyễn Văn Dũng, và trân trọng mời tới sự diện của song thân phụ mẫu người cha người mẹ của cô dâu là ông Nguyễn Văn Thiết sẽ trở về với sân khấu để cùng chứng kiến với nghi thức cắt bánh hạnh phúc và rất dịu tình yêu, cũng như chúng ta sẽ bước vào với chương trình chào dâu nhận rể trong ngày trọng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời. Xin được chào đón tình cảm yêu thương đến từ cha, từ mẹ thân yêu, tình cảm yêu thương đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, sự diện của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái đã cùng công phun bén cho đôi duyên mới có được ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương trân trọng bày tới sự diện của hai bên gia đình ạ. Chúng ta sẽ cùng trở về với chính giữa sân khấu. Kính thưa toàn thể quý vị, với sự diện của gia đình họ nhà trai là gia đình ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trần Thị Hoa, cô
hiện diện của gia đình họ nhà gái là gia đình ông Nguyễn Văn Thiết và bà Ngô Thị Thúy đã và đang hiện diện tại sân khấu của gia đình để cùng ra mắt tập thể quý vị trong ngày trọng đại hôm nay, cũng như đặc biệt là kết tình thông gia của gia đình họ nhà trai là gia đình ông bà Nguyễn Văn Dũng và gia đình họ nhà gái là gia đình ông Nguyễn Văn Thiết. Chúng ta lên đầu một tràng một thật lớn để chúc mừng. Xin cảm ơn thật nhiều và ngay sau đây chúng ta được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ ý kiến và phát biểu của vị biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có ý kiến phát biểu trao dâu trong ngày trọng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời. Kính thưa các cố, các cô, cụ bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè, thanh niên nam nữ. Hôm nay là ngày vui, hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Cho phép tôi được gửi lời chúc tới quý vị một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và phúc lộc. Thưa toàn thể quý vị, ông cha ta xưa có câu trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Hôm nay tôi xin đại diện cho họ nhà gái xin dẫn cháu con của chúng tôi đến để giao cho ông bà ông Dũng về làm dâu tiên tổ của gia đình nhà ông bà ông Dũng. Kính thưa ông bà ông Dũng, con cháu chúng tôi tuy có lớn nhưng chưa có khôn, rất mong được sự chỉ dẫn tận tình của ông bà ông Dũng. Vâng, thưa ông bà ông Dũng, các cụ xưa đã nói con nó khôn nhiều thì ông dạy nhiều, nó ít thì ông dạy ít. Thưa ông, người ta đã nói là trai khôn thì tìm vợ ở xã mình, gái khôn thì lấy chồng cũng ở xã mình. Sau đây tôi xin cảm ơn tất cả quý vị họ nhà gái. Xin cảm ơn. Thưa thầy, quý vị ở trong video đại diện cho gia đình họ nhà gái đã có ý ngỏ lời phát biểu cho dâu cũng như căn dặn thành nam cháu ơi, từ nay thì cháu đã lấy được vợ rồi, đi đâu thì cấm được nhìn trộm liếc ngang, nếu cháu có thấy người ăn mặc hở hang cháu đừng có đưa mép, đừng có đưa mép sang ngang mà nhìn. Nếu có đi dự hội hè, 9 giờ phải nhớ về nơi giường nằm. Và đặc biệt là đỡ lời cho đôi duyên mới xin được cảm nhận, ghi nhận những tâm tư tình cảm đó. Và ngay sau đây trân trọng được giới thiệu và kính mời tới tình cảm yêu thương, ý kiến phát biểu của vị biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai là gia đình ông Nguyễn Văn Dũng sẽ có ý kiến phát biểu trong ngày trọng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Kính thưa trên các cố, kính thưa các cô ông, cô bà cùng toàn thể quan viên hai dòng họ. Hôm nay là ngày chấm nong hạnh phúc của hai cháu mà cũng được sự thống nhất của hai bên gia đình. Qua phát biểu của ông trưởng và họ nhà gái thì họ nhà trai tôi cũng xin nhận cháu Thủy về làm dâu con ông bà ông Dũng và làm cháu của chúng tôi. Và tôi cũng xin giao cháu Nam làm con ông bà ông Thiết và cũng làm cháu của ông bà trên họ nhà gái ạ. Và tôi cũng xin thề ạ. Sở phút ở đây chúng con xin được cảm ơn những ý kiến và phát biểu của các bậc cao niên đại diện cho gia đình họ nhà trai và đại biểu gia đình họ nhà gái. Xin được chân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương đó và trân trọng mời tới sự tiện của các cụ ông chúng ta sẽ đứng lên trên sân khấu ạ. Xin được chào đón tình cảm đến từ bố mẹ sẽ đứng lên sân khấu ạ. Bố mẹ sẽ đứng xích lên ạ. Bố mẹ sẽ đứng lên trên sân khấu ạ. Xin thiệt của hai bên gia đình chúng ta sẽ đứng lên bên trên sân khấu và cùng chứng kiến với hai con nghi thức cắt bánh hạnh phúc và rót rượu tình yêu. Trân trọng được kính mời tới sự thiệt của các cô ông chúng ta sẽ đứng lên sân khấu ạ. Chúng ta được đứng lên sân khấu ạ. Và đứng lên xích ạ. Bố mẹ đứng xích lên một chút. Xin được chào đón tình cảm yêu thương đến từ hai em Thành Nam và Thu Thủy. Em sẽ bỏ bó hoa xuống bàn và trở về trước những lát bánh gato để cùng chung tay chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống tương lai của mình. Giờ phút đến đây chúng con trân trọng kính mời tới sự hiện diện của các bậc cao niên, chúng ta sẽ cùng chứng kiến tình yêu của đôi duyên mới sẽ cùng tay trong tay cắt bánh hạnh phúc. Xin được trân trọng mời tới sự hiện diện của chú rể Thành Nam, mà em sẽ đốt những nên ngọn những ngọn nến lửa tình yêu ạ. Chúng ta đây là một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng sự hiện diện của hai em sẽ tay trong tay cắt những lát bánh gato. Xin thưa quý vị, nghi thức cắt bánh hạnh phúc để nói lên rằng ngày hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm
năm 2021 cũng là ngày 26 tháng 12 Canh Tí. Thanh Nam và Thu Thủy, thứ hai bên gia đình, ông bà Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Tiết chính thức kết tình thương gia và Thanh Nam, Thu Thủy chính thức lên vợ thành chồng. Chúng tôi đây là một tràng vỗ tay lớn để chúc mừng. Xin chào đón tình cảm yêu thương mà hai em trở về với khui diệt xung quanh ạ. Nên em nói bao giờ sắp cao chưa? Mang em lên trước trong bài tờ xin dành của cô dâu ạ. Cô dâu sẽ sóc thật nhiều, thật mạnh chai rượu lên. Sóc thật mạnh mà, cho nó chuyển theo chồng mình mở. Sóc thật mạnh nên là em ơi. Quý vị là một trong tất lớn từ tuổi trẻ quý vị tất điều. Nếu chú rể mà không mở được rượu là lỗi của vợ đúng không quý vị? Nên cô dâu cầm chai rượu sóc thật mạnh nên nào. Quý vị đang rất là tò mò xem chú rể mở rượu có sợ nhiều không đúng quý vị? Chú rể đâu có lên nào. Xin chào mọi người, sự kiện của hai em chúng ta chia tay cho tay rót rượu hạnh phúc và tình yêu. Kính thưa quý vị, ở rượu là sự biểu hiện cho lòng cháy ơn, sự khát khao của con tim. Những giọt rượu đã và đang chảy được như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu được tươi mát và mật ngọt tô điểm trong vị cuộc sống mai sau. Quý vị vừa xong thấy chú rể và rượu có kêu không ạ? Có kêu không ạ? Có vẻ là chưa kêu mày đúng quý vị. Nếu quý vị thấy đúng thì một tràng vỗ tay lớn nào quý vị ơi. Sau rượu thứ hai thì xin quý vị tới cô dâu sẽ sóc thật mạnh lên ạ. Sóc mạnh hơn lần trước một chút. Chai rượu thứ hai cô dâu sẽ sóc thật mạnh lên ạ. Sau đó chuyển hai vợ chồng rót sang 8 nhiêu trên đỉnh trên bàn trước ạ. Thứ hai thì rất là
đời con trong không khí hoan hỉ và vui mừng đó. Sĩ diện của ông Nguyễn Văn Dũng là bố thân sinh của chàng rể Thành Nam, và sĩ diện của bà Trần Thị Hoa là mẹ thân sinh của chàng rể đã và đang có mặt tại sân khấu của gia đình, thì cùng chúc mừng phúc cho hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Đặc biệt ngày hôm nay với những tâm tư tình cảm, những lời chia sẻ với Thành Nam và Thu Thủy trong ngày hai con đi xây dựng hạnh phúc được mang tên Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Tình Yêu, mang tên con trẻ Thành Nam và Thu Thủy. Giờ phút này thì cha mẹ sẽ có đôi lời chia sẻ với hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Kính thưa các cụ, thưa các ông, các bà, cha bác cùng quan viên hai dòng họ, ngày hôm nay là ngày trăm năm hạnh phúc của hai con. Bố chẳng biết nói gì, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Và bố cũng có một món quà từ 24 năm nay rồi. Đó là bố lấy anh Nam mừng cho con. Chẳng biết là mẹ có gì mừng cho con không nhỉ? Bước sang năm mới, con kính chúc mời các ông, các bà, cha bác cùng anh niên bạn bè có một năm mới sức khỏe mới và tốt đẹp mới. Xin hết ạ. Thưa toàn thể quý vị, thật đúng là quà này bố mẹ tặng hai con, mong hai đứa hạnh phúc trên con đường đời. Tính ra tặng con chừng khoảng 900 triệu, nhưng vì đám cưới cận kề quá, giáp Tết rồi, vàng lại đắt nữa không kịp mua. Ngày hôm nay thì bố mẹ quyết định tặng vàng chừng khoảng 60 triệu. Chúng ta đã lộn một tràng vô tân lớn để chúc mừng. Xin cảm ơn thật nhiều. Cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ cha, từ mẹ đã dành tặng cho hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, thật đúng là tiếng vỗ tay thì reo như tiếng hát ca. Mừng cho đôi bạn đẹp như hoa, chúc mừng Thành Nam, Thu Thủy lên chồng vợ, thắm thiết bên nhau vẻ sum vầy. Ngày xưa thì pháo nổ dồn vang mừng dây thào, còn ngày nay hoa tươi đua thắt sắc thắm đón dâu hiền. Chúc phúc nay thuyền cập bến, đến với cha mẹ con đến đây rồi. Xin cảm ơn những tình cảm yêu thương đến từ cha, từ mẹ. Và giờ phút đây trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ bà khốn nội sau trở về sân khấu để chúc mừng cho cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Quý vị, khi còn bé thì Thành Nam đã được ông bà khốn nội luôn luôn gìn giữ, hôn vén và đặc biệt là nâng niu tình yêu thương đó. Ngày hôm nay thì bà khốn nội đã và đang trở về với sân khấu để cùng chúc mừng cho cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Và bà sẽ có đôi lời chia sẻ với Thành Nam trong ngày hai cháu đi xây dựng hạnh phúc ạ. Xin được chúc mừng cho hai cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay, bước vào một ngôi nhà mới, một tình yêu mới, một gia đình mới, có được thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Hai cháu sẽ tìm được một nửa của mình còn lại, và tất cả những niềm vui nỗi buồn đó hai cháu sẽ cùng chia sẻ với nhau trong cuộc sống trên đường tương lai. Xin được cảm ơn thật nhiều những tình cảm đến từ bà khốn nội đã và đang dành tặng cho cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc bà luôn luôn mạnh khỏe. Tiếp theo với chương trình quà mừng, trân trọng được giới thiệu và kính mời trở lại với tình yêu và đặc biệt là tình cảm của đôi duyên mới. Thì ngày hôm nay với sự hiện diện của ông bà cố ngoại đã và đang làm công tác chuẩn bị trở về với sân khấu, ông bà cố sẽ làm công tác chuẩn bị trở về với sân khấu để cùng chúc mừng cho hai con hai cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Trân trọng và giới thiệu kính mời lên sân khấu tình cảm yêu thương đến từ ông bà cố ngoại ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày xưa khi Thành Nam còn bé thì cha mẹ luôn luôn chở em xuống ông bà cô ngoại để cùng vui chơi và cùng với ngày vui ngày phúc của hai cháu trong ngày vui hôm nay, thì ông bà cô ngoại sẽ có những tình cảm yêu thương, đặc biệt là ông cô ngoại cũng như bà cô ngoại sẽ có đôi lời chia sẻ với hai con hai cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay ạ. Kính thưa quý cố, quý ông, quý bà cùng toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày trọng đại, ngày hạnh phúc của hai cháu. Tôi nhân diện là ông bà ngoại của cháu Nam. Hôm nay là ngày trọng đại như ngày ông bà cũng chẳng biết nói gì hơn. Trước hết, xin chúc các quý cố, quý ông, quý bà cùng toàn thể hội hôn lời chào trân trọng nhất.
ông bà này mừng quá, thấy hai con này bà xem có tí mừng cho cháu tí đẹp thì đẹp nhớ gì ơi, để các con xây dựng hạnh phúc bước đẹp ông bà chúc mừng hai con. Xin cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ ông bà cô ngoại đã và đang dành tặng cho cháu những niềm vui, niềm hạnh phúc hôm nay. Xin cảm ơn thật nhiều và kính chúc ông bà mãi mạnh khỏe, phát đạt về làm ăn. Chừng khoảng gần sang năm bằng giờ, chừng khoảng cỡ 9 tháng 12 ngày thì ông bà sẽ chuẩn bị những quà mừng để cùng mừng cháu. Xin cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đó và kính chúc ông bà luôn luôn mạnh khỏe. Xin được chân thành cảm ơn ạ. Và kính thưa tất cả quý vị, trân trọng mời tới xin tiền của ông tiếp tục trở về với hàng ghế danh dự của mình ạ. Thưa tập thể quý vị biết là giờ phút này thì đã hơi muộn một chút, nhưng chúng ta sẽ cùng giải nao đến với chương trình quảng cáo chừng khoảng 2 phút để chúng ta cùng dự tiệc cho ngon miệng. Thưa tập thể quý vị, ngày hôm nay xin được quảng cáo với tập thể quý vị tình yêu của Thành Nam cũng như Thu Thủy. Với chương trình ngày hôm qua thì là chương trình lễ đính hôn của đôi duyên mới, thì cô dâu bảo là anh ơi MC ơi, ngày mai em cưới tại không gian tư gia của nhà chồng em, anh cho em tặng chồng em một món quà để chồng em nhớ. Thưa tất cả quý vị, không biết là Thành Nam có biết là vợ sẽ tặng gì không ạ? Không ạ. Chú rể mà đón này, chúng là thưởng nóng 2 triệu. Cái gì đó? Thưa tập thể quý vị, cô dâu thì bảo là hôm nay thì muốn tặng chồng một món quà, nhưng mà chú rể không biết là quà gì, rất là hồi hộp đúng quý vị. Xin hỏi tới chú rể hình như là đi thuyền đúng không ạ? Thưa tập thể quý vị, đi thuyền thì bơi rất là giỏi đúng quý vị. Có đúng không ạ? Đi thuyền thì chắc chắn là phải biết bơi. Có đúng không quý vị? Nếu quý vị thấy đúng thì một tràng vỗ tay thật lớn để tiếp tục đi quý vị. Xin hỏi tới cô dâu làm gì ạ? Dạ. Thưa thầy quý vị, cô dâu bảo em nằm may. Nằm may thì kim luồn rất là chuẩn đúng quý vị. Có đúng không ạ? Kim mà luồn không chuẩn thì khả năng sai mũi đúng quý vị. Ngày hôm nay thì một điều rất đặc biệt, xin hỏi tới chú rể ơi, mình yêu cô dâu Thu Thủy đâu chưa? Lâu rồi. Thường các cụ và chú rể thì bảo là yêu lâu rồi. Con thì con chưa có vợ, chưa người yêu, thì con hỏi xem thời gian yêu dài, yêu ngắn để mai kia con còn lấy kinh nghiệm. Thưa tập thể quý vị. Thưa tập thể quý vị, xin hỏi tới chú rể ơi, yêu lâu yêu dài là chừng khoảng mấy năm ạ? Lâu quá em không nhớ được. Chú rể bảo là yêu lâu quá không nhớ. Xin hỏi tới cô dâu ơi, từ cái ngày yêu nhau đến giờ, chú rể thì đi thuyền bắn suốt, có đúng quý vị? Có phải đi thuyền bắn suốt không ạ? Có đúng không? Nếu chú rể đúng thì chỉ hơi gật đầu ngá thôi. Chú rể cười rất tươi. Xin hỏi tới cô dâu ơi, từ cái ngày yêu nhau đến giờ, cô dâu có nhớ là chú rể hôn mình chừng khoảng mấy trăm lần không? Dạ không ạ. Nhiều quá không nhớ đúng quý vị. Thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì với sự dự kiến của quý viên hai dòng họ thì ngày hôm nay cô dâu muốn có một món quà muốn tặng chú rể. Ngày hôm nay thì một món quà đó trân trọng mời tới hiện diện của chú rể cô dâu sẽ đứng dậy ạ. Đặc biệt là chú rể sẽ cùng nhận món quà này. Xin được gọi tới chú rể ơi, hôm nay thì chú rể có muốn hôn không ạ? Chú rể bảo là có muốn hôn nhưng mà con không cho hôn đâu quý vị, tí nữa để tránh trường hợp chú rể phê. Thưa toàn thể quý vị, con sẽ bỏ hai chiếc ghế lên đây một chút ạ. Chú rể bảo là hôn rất là nhiều, vâng hôn rất là nhiều, chắc là chuyên nghiệp, chúng ta sẽ cùng kiểm tra ít phút. Thưa tập thể quý vị, khi hôn thì cái động tác và thái độ thì người ta sẽ làm gì quý vị? Cái động tác và thái độ thì sẽ làm gì ạ? Xin hỏi tới sự diện của anh nào, chị nào đây mời cưới ạ? Chị kia cười tươi nhất, khả năng là ngày trước cưới cũng vậy. Cái động tác thì sẽ như thế nào quý vị? Khi hôn thì em sẽ làm sao? Em đứng quay với ngửa vào nhau như thế này ạ? À, quay vào nhau ạ, đúng rồi, đúng, quay sang vào nhau đúng không ạ? Xin được hỏi tới chú rể ơi, có biết chỗ nào là thon thả và nhẹ nhàng nhất của cô dâu không ạ? Có biết hay không ạ? Biết ạ, biết thì em đặt tay vào đi ạ. Đặt hai tay vào, ôm thật chặt tránh trường hợp phê. Xin được hỏi tới cô dâu ơi, có biết chỗ nào vững chắc nhất của chú rể không ạ? Chỗ nào vững chắc nhất em đặt tay lên ạ. Biết luôn, tay cô dâu rất đẹp. Để tránh trường hợp phê thì lưu ý tới cô dâu sẽ ôm thật chặt hai tay. Chỉ đứng thôi không làm gì nhá. Thưa tập thể quý vị, ngày hôm nay thì một món quà cô dâu cứ tủm tỉm bảo anh ơi tranh thủ lên, em run sợ tí em quên. Ngày hôm nay một món quà cô dâu muốn tặng chú rể là một bài thơ dặn dò chồng. Đặc biệt là chú rể sẽ cười thật tươi để cùng nghe món quà này. Chưa gì đã cười, có hôn đâu mà cứ cười. Thưa tập thể quý vị, chú rể hơi run. Quý vị nổ tràng rất lớn để tránh hiệp chú rể run đi quý vị. Chúc cô dâu ngày hôm nay thì sẽ dặn dò chồng với một bài thơ tuyển chồng ạ.
đặc biệt là chú rể sẽ cười thật tươi để nghe bài thơ. Chú rể Thành Nam miệng cười tươi mắt nhìn thẳng. Ta nghe rõ bài thơ mà vợ tặng chồng. Vì chồng chất lượng lương tháng không tiêu, không được nói nhiều không cho cái vợ phải biết đi chợ nấu lương quét nhà, không được la cà rượu chè cờ bạc, không được lười nhác phải tắm hàng ngày, không được xỉn say em không hay tán lạc, không được quậy phá đánh vợ chửi con, không đưa phấn son làm quà cho vợ, mua đồ không hớ cao áo thông minh, thấy con gái xinh không được là xí xôi, không được là tí tảng gái cú công bia ôm, nếu như mà lồm xồm phải cạo cho sạch, nhà bà có khách được phép ra ngoài, nếu không có ai thì vẫn là số một, vẫn là số một, vẫn là số một. Đúng không chú rể? Xin hỏi chú rể nào, nếu mà vợ không có nhà thì có phải là à, nếu mà nhà không có ai ngoài vợ thì có phải vợ là số 1 không ạ? Đúng. Chú rể bảo là đúng. À thưa tập thể quý vị, có người thì bảo là vợ em nhiều lúc này đôi khi nó cứ cứng nhắc, chồng đi uống rượu độc khuyến khích uống thêm để tối về còn đánh vo say. Nhưng mà chú rể chú bảo là em chả biết vợ em như thế nào, nhưng mà em mà đi làm cuối tháng về mà tiền cứ đầy đủ là bài ca lúc nào vợ em cũng ca luôn ngọt ngào. Đúng chú rể? À thưa chú rể, thì chú rể nãy thưa tất cả quý vị, chú rể bảo là nãy thì chú rể đọc muốn hôn thôi, nãy con bảo là tặng thơ mà chú rể cứ tủm tỉm tưởng là được hôn. À ngày hôm nay thì chú rể bảo là muốn tặng vợ một nụ hôn. À thưa với tất cả quý vị, với sự chứng kiến của quý ông quý bà, sự chứng kiến của các bậc cao niên đã và đang có mặt tại sân khấu của gia đình để cùng chứng kiến tình yêu của đôi duyên mới. Cô dâu thì tay run run cứ cạnh áo chú rể. Quý vị có thấy đúng không ạ? Chắc là đang đợi chờ chú rể sút đây quý vị. À thưa toàn thể quý vị, đặc biệt là xin lưu ý tới sự diện của hai em. Ngày hôm nay thì rất chi là đông, ngày hôm nay thì với sự diện của các cụ ông, các cụ bà và các bạn trẻ nam nữ thanh niên là về chừng khoảng 39.000 người. À nên xin lưu ý tới sự diện của các nhà nhiếp ảnh tài ba, đặc biệt là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Chính, anh sẽ ghi lại chiếc ảnh này. Các bạn trai bạn gái nào ghi được chiếc ảnh này rõ nhất đẹp nhất gửi về trang cá nhân của Facebook Minh Quyết sẽ được thưởng nóng chừng khoảng 1,5 triệu để chiều ngày hôm nay đưa người yêu hoặc là đưa gia đình tối nay đi ăn bánh xèo, đi ăn ốc. Anh đi tới các em nhỏ Niti, hai các em nhỏ thì không nên bắt trước. Còn lại tí ra đường không ai nhìn thấy bạn đấy cứ vồ lại hôn thì không được. Xin đi tới diễn diện của hai em để tránh trường hợp là hai em phê thì sẽ hôn chỉ khoảng 30 giây thôi, tránh trường hợp phê quá đổ đùng ra sân và tổ chức không kịp nhặt xuống mà vớt lên. Chú rể thì biết bơi rồi đúng quý vị, để tránh trường hợp chú rể không chết đuối thì ngày hôm nay thì chú rể sẽ là người bơi trước. À, xin hỏi tới chú rể bảo là hôn rất là nhiều thì thường thường em sẽ hôn vào đâu ạ? Em chỉ nói nhỏ thôi. Sao chú rể lại bảo hôn vào trái nhỉ? Kiểu này muốn sinh hai trai một gái. À, xin hỏi tới cô dâu muốn chú rể sút phạt từ chỗ nào ạ? Từ góc bên phải hay bên trái ạ? Chú rể bảo sút cả phải đến trái cũng được ạ. Thưa tất thể quý vị, đặc biệt ngày hôm nay xin lưu ý lại tới diễn diện của em Thành Nam và Thu Thủy. Hai em sẽ hôn chừng khoảng 30 giây thôi, tránh trường hợp phê. Không đủ 30 giây sẽ hôn lại, sợ không may chưa tới độ. Đúng quý vị, vừa đủ độ là cái gì, vừa đủ cũng là tốt nhất, đúng không ạ? À, xin lưu ý tới diễn diện của nhà nhiếp ảnh tài ba, anh sẽ ghi lại các ảnh. Nếu anh không ghi được sẽ trừ đi chừng khoảng 2 triệu 8. Nó chỉ còn chừng khoảng 1 triệu 2. Nên anh sẽ cùng chuẩn bị ống kính ạ. À, con sẽ là người đếm từ 1 đến 3 để chú rể nhảy xuống sông bơi quý vị, để tránh trường hợp và chú rể và cô dâu chết đuối trong cái nụ hôn nồng nàn này. Lưu ý lại chỉ chừng khoảng 30 giây thôi ạ. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Khi nào tới 3 thì chú rể mới được hôn. Chú rể rất là run. Cô dâu cười rất tươi. Cô dâu thì cứ tủm tỉm cười tươi, tóc vuốt liên tục. Em sẽ vuốt lại tóc một chút để tránh trường hợp không mà chú rể hôn nhầm vào tóc. À, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. 1, quý vị sẽ đếm với tôi. Các cháu nhỏ đếm nào. 2, 3, 3. Bao đoàn mà chú rể và cô dâu dành tặng nhau vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi. Wow, chú rể muốn để hai trai và một cái thôi. Xin cảm ơn thật nhiều và chúc mừng bài tới sinh nhật của hai em sẽ ngồi xuống ạ. Thưa tất thể quý vị, người ta bảo hôn và chán thì là muốn hai trai và một gái. Còn nếu mà muốn vào môi thì chỉ là một trai và một gái thôi, nhưng chú rể lại muốn hai trai và một gái. À, xin được mời tới sinh nhật của hai em, chúng ta sẽ ngồi xuống để bảo đảm tiếp tục bảo đảm cho chiếc đồng gối cách ly trong buổi tối hôm nay. Tối ngày hôm nay thì với chương trình rỡ phòng cưới, ngày hôm nay thì phòng cưới trang trí từ chiều ngày hôm qua.
kim băng thì rất là nhiều. Đúng quý vị, khi nãy vào thì con thấy kim băng treo ở các đình màn để đăng cài những bó hoa rất là nhiều. Tối nay chú rể và cô dâu thì còn dỡ màn đang ngủ đúng quý vị, tránh trường hợp muỗi đốt. Xin được lưu ý tới sự tiện của tất cả quý vị, giờ phút này thì đã hết chừng khoảng 4 phút 8 quảng cáo. Giờ phút này chúng con đã tiếp tục được chuyển sang với chương trình trong ngày trong đại hôm nay. Và theo tất cả quý vị, ngày hôm nay với chương trình sự kiện đại lễ thành hôn cho đôi duyên mới Thành Nam và Thu Thủy. Ngày hôm nay tại tư gia của gia đình ông bà Dũng Trung Cân, ta cũng sửa chặn một bữa cơm liên hoan thân thiện. Cũng xin được dâng tiệc mời rượu tới sinh nhật của tất cả quý vị. Giờ phút này chúng con đã xin lưu ý tới sinh nhật của các chị trong bộ phận lễ tân của gia đình. Chúng ta sẽ tay triển khai những mâm tiệc để được chào đón với tình cảm yêu thương đến từ tất cả quý vị. Xin đi mình tới sự kiện của chủ tịch hội đồng bộ phận lễ tân của gia đình sẽ làm công tác triển khai những bữa tiệc để được chào đón tình cảm yêu thương đến từ tất cả quý vị. Sau khi bộ phận lễ tân của gia đình đã làm tác triển khai những mâm tiệc xong, chúng con sẽ trọng mời giới thiệu và kính mời tới sinh nhật của tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng ra rượu và cùng nâng những ly rượu để cùng chúc mừng phúc cho hai bên gia đình và chúc mừng cho đôi duyên mới trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Ngày hôm nay thì có bạn của cô dâu và chú rể là tôn giáo bạn nên chúng ta sẽ cùng tự làm dầu thánh ạ.
ông các bà cùng toàn thể thanh niên nam nữ thân mến, hôm nay là ngày thành hôn của Thành Nam và Thu Thủy. Trước hết cho xin chúc quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể hôn trường chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Còn hai cháu, cậu chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc, và cậu cũng có một chút tặng phẩm nhỏ để mừng cho hai cháu. Để mừng hạnh phúc cho hai cháu, cậu xin hát tặng quân trường ca khúc được mang tên Tình Anh. Về tinh thần và vật chất trong ngày trọng đại hôm nay, tiếp tục với trình quà mừng trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ chú Rỉ Huy, là bố mẹ thiên niên đỡ đầu của chú rể của cô dâu ạ. Xin được chào đón tình cảm yêu thương của chú Rỉ Huy ạ. Kính thưa
thể quý vị chú Đình Huy là bố mẹ đỡ đầu của cô dâu. Và sau món quà này xin được quý vị tới diện tiền của bố mẹ thiêng liêng của cô dâu sẽ đồng tác chuẩn bị ạ. Kính thưa của ông cụ bà, cô dì chú bác và các bạn bè thân nhân nữ của anh cháu. Hôm nay là ngày vui hạnh phúc cho năm của hai cháu, anh Lam và Thu Thủy. Chết, chú gì chẳng có gì cả, chỉ có cháu Thủy để mừng cho anh Lam. Chú chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Còn về của cải vật chất thì chú không biết gì. Cái đấy là do, tức là tài khoản kinh tế gia đình. Thì xem gì, xem có gì ông để tặng cho hai cháu. Mời được ạ. Còn chỗ này là em Trung. Em ngày vui của anh chị nhưng mà em nó không về được thì cũng chúc mừng cho anh chị trăm năm hạnh phúc. Và cụ ông cụ bà cũng cho phép con. Vừa rồi là bố đỡ đầu của anh Lam cũng hát rồi bà rất hay. Thì con hát hay hay không thì con cũng ý là con thích hát. Thì con cũng hát tặng quý ông bà cô dì chú bác hát được mang tên Nam Định Mình Ơi. Đúng là hát cho vang mãi địa cầu, hát cho quân biển Nam Châu hòa bình, hát cho tình đậm thêm tình, cho Lam gặp Thủy, cho mình gặp nhau. Nam Định Mình Ơi,
thương quê, nhớ đêm hội chèo, nhớ chờ viên hồng ta, nhớ nắng biển quê em, nhớ mùa lúa chín vàng. Nam Bình mình ở ơi, nỗi đau nỗi nhớ, nghe tiếng quay tầm chiếc tay đêm tình duyên, mưa răng đầy phố nhỏ, ai đợi người đi xa ấy bên xưa. Trần đèn phúc hát vẫn đau lòng. Ôi nhớ chuyện ngày xưa, ai nói rằng có cô thắt dài nắng xanh, theo anh về Nam Định cùng sẽ tiểu quân thơ đã cười trong chiếc thuyền lá ông bảy quá bến đò sẽ đã. Xin cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ bố mẹ đỡ đầu của cô dâu đã dành tặng với những tình cảm yêu thương chúc mừng cho hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Kính thưa thầy quý vị, thật đúng là hoe nở gọi ngày xuân vui tới. Cúc này cưới của đôi ta cho những chim bay gấp giải ngân hà và cho bà trẻ được trở về nơi tổ ấm. Niềm vui thì san sát đời chờ, tháng năm đợi bây giờ là đây. Đâu có phải mùa xuân hoa mới nở mà hoa nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Mừng cho hạnh phúc nửa đôi và mừng cho bạn chọn đời thủy chung. Tiếp tục với chương trình quà mừng trong ngày trong đài hôm nay, trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ bố mẹ thiêng liêng của cô dâu ạ, cùng các em thiêng liêng sẽ trở về sân khấu để chúc mừng cho hai con trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Được giới thiệu và kính mời tới tình cảm yêu thương đến từ tất cả các bác bên ngoại của chú rể ạ. Trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ tất cả các bác bên ngoại của chú rể sẽ trở về sân khấu để chúc mừng cho hai cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Xin lưu ý tới sinh nhật của tất cả quý vị, chúng tôi muốn quà điều chúc mừng cao quý. Một điều mà tổ chức chúng con không mong muốn khi đi dự tiệc đám cưới của đôi duyên mới. Ở thành Nam quý vị, nếu chúng ta trở về tới nhà nỡ sau tay vào túi mà có quà quên, chưa kịp đăng ký cũng chưa mừng, là một điều mà tổ chức chúng con không mong muốn. Nên chúng con xin lưu ý tới sinh nhật của tất cả quý vị, chúng tôi muốn quà mừng sẽ đăng ký với ban tổ chức chúng con. Tất cả những món quà quý vị không đăng ký, ban tổ chức sẽ không giới thiệu. Nên mong tập thể quý vị sẽ không đăng ký những món quà mừng. Kính thưa các cố ông, cố bà, cùng toàn thể cha bác quan viên hai dòng họ, hôm nay là ngày phúc trăm năm của hai cháu Thành Nam và Thu Thủy. Anh gia đình các bác, các chú, các dì và các em đây cũng có một chút quà nhỏ cho hai cháu. Và cuối cùng cũng xin chúc hai cháu trong cuộc sống luôn được dồi dào sức khỏe và hạnh phúc trăm năm. Xin được cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ các bác đã dành tặng cho đôi duyên mới trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Xin được kính chúc các bác vâng mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, làm ăn tấn tài tấn lộc, làm ăn năm 2021 kiếm được chừng khoảng đến 180 cây vàng cất đi, chừng khoảng 9 tháng 20 ngày lại mang ra mừng cháu. Và xin được cảm ơn những tình cảm yêu thương đó. Trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ cậu Hồng ạ. Kính thưa các cố, các ông, các bà, toàn thể bạn bè, thanh niên nam nữ thân mến. Đúng là trăm năm thì chọn một ngày thì chọn một giờ. Đúng là giờ đẹp đã đến. Thì hôm nay
nhân dịp ngày trọng đại của hai cháu, cậu cũng chẳng có gì, chỉ có một chút quà để tặng cho hai cháu thôi. Đúng là đêm qua gió thổi cành sung, đêm nay hai cháu ngủ chung một giường. Để tiếp chương trình thì cậu cũng có được một cái một cậu ở trong Sài Gòn đó, có gửi một tí quà về để tặng cho hai cháu ngày trăm năm hạnh phúc, để nhờ cậu chuyển lại cho hai cháu. Yêu thương đến từ cậu Hồng cũng như đại diện cho món quà của cậu Quân Sài Gòn. Bận công việc không về được cũng trở về gửi món quà từ Bưu điện Viễn Chính. Trở về để cùng chúc mừng cho hai cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Xin được cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ tất cả quý vị đã và đang trở về chung vui chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Với chương trình, quà mừng trân trọng để giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ chú Lì Nam ạ. Kính thưa cô bà, hôm nay là ngày trăm năm hai cháu cũng như những cháu gì để mừng hai cháu thì chú cũng nhờ đi có gì thì mừng hai cháu đi. Xin được đưa lời cho hai cháu cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ gia đình chú Nam đã dành tặng cho hai cháu trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Kính chúc gia đình chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, làm ăn tấn tài tấn lộc. Với ngày vui ngày phúc của hai em trong ý hoan hỉ và vui mừng đó, đặc biệt là với sự diện để cùng chúc mừng cho anh chị trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà tiếp theo là món quà đến từ em trai của chú rể ạ. Thưa tất cả các bạn gái, em trai của chú rể là một chàng trai cao to lịch lãm, 100% chưa có vợ, chưa có người yêu. Nếu bạn gái nào muốn tìm một nửa còn lại trong năm 2021 này sẽ đăng ký với ban tổ chức để cùng làm công tác đăng ký ạ. Con bên hai họ, hôm nay là ngày vui của anh chị, em cũng không biết nói gì, có chúc quà mừng cho anh chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Anh em gì kia có nhảy không ạ? Cho em 5 phút đi dài anh ơi. Anh em đi ơi.
chơi một mình đi. Xin được chào mừng toàn thể đại tất cả quý vị sẽ cùng đặc biệt trở về cùng của những người đã bốc đèn DJ trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay, tiếp tục với chị quà mừng trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ món quà chị gái của cô dâu ạ. Trân trọng được giới thiệu và kính mời món quà đến từ chị gái và anh rể của gia đình chị gái ạ. Dạ, kính thưa trên các cố cùng toàn thể công công bà và toàn thể các bạn bè thanh niên nam nữ, hôm nay là ngày vui mừng của hai em con. Thì vợ chồng con chẳng có gì, có tí quà để mừng cho hai em. Vậy mừng cho hai em tí.
Xin được gửi lời cho em cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ anh chị, gia đình anh chị đã dành tặng cho em ở trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Và sau đây con cũng có một gửi lời mời gửi cho con là anh trai của chú cô dâu là anh Thân, vì điều kiện trong miền Nam nó đang ít tí ạ thì em nó cũng về được, gửi anh chúc mừng cho em thì con. Kính thưa quý vị, vì dịch Covid 2020, với sự diện của người anh trai của cô dâu vẫn công việc cũng như không về được, ngày hôm nay cũng có gửi quà về để chúc mừng cho em trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Xin được cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đó, và xin được kính chúc gia đình các anh chị mãi mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương. Và sau đây con xin phép ban tổ chức, và con chẳng có gì để tặng cho em nữa thì con chỉ có lời ca tiếng hát chúc cho hội hôn, và nhất là hai em trong hạnh phúc, và nhất là chuẩn bị đón một mùa xuân năm mới, thì kính chúc các cố trên, các cố và ông bà cùng toàn thể phận mình em nữ có một mùa xuân hạnh phúc. Và sau đây xin mời các bạn trẻ, anh em mình chơi tí nữa để cùng lên chúc mừng cho hai em, và ban tổ chức cho xin bài hát lời tỏ tình dễ thương của Ngọc Sơn Lê Minh Đình. Rồi. Dạ. Xin mời tất cả các bạn bè cùng lên chung vui. Giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ anh em Hà Nội của chú rể ạ. Tôi xin mời sẽ đón nhận thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ tất cả những em Hà Nội của chú rể. Đầu tiên con xin kính chúc cô bà và tất cả
hòa đôi bên đôi ngoại với lại tất cả bạn bè thanh niên nam nữ. Hôm nay cũng là ngày trong năm của hạnh phúc của anh chị. Em đại diện cho tất cả anh với lại các em về bên Hà Nội cũng chúc anh chị trong năm hạnh phúc, sống với nhau đến đầu bà Giang Long. Con xin hết ạ. Những lời cho đôi duyên mới, cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ tất cả quý vị đã dành tặng cho đôi duyên mới trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Kính thưa thể quý vị, tin ống hổi vừa ăn vừa thổi, thông tin cập nhật được từ tất cả quý vị với những món quà mừng, chúng ta sẽ nói lại một chút. Tuyên bố khép lại tới đây, lúc đó chúng ta mới đứng dậy ra về. Và kính thưa tất cả quý vị, thịt nóng hổi vừa ăn vừa thổi, thông tin ban tổ chức chúng con vừa mới cập nhật được từ đoàn biểu gia đình họ nhà gái, thì trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ món quà tất cả các bác,
các cô, các chú, các rì bên nội của cô dâu sẽ trở về sân khấu để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Thông tin ban tổ chức chúng con vừa mới cập nhật được ạ. Trân trọng được giới thiệu và kính mời ạ. Kính thưa quan viên hai dòng họ của toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ, hôm nay là ngày trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Chú xin phép được thay mặt các bác, các chú bên họ nội của cô dâu cũng có một món quà gửi tới để mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, bây giờ cái món quà này mới là quan trọng ạ. Kính thưa ông bà, ông thông gia cùng toàn thể hội hôn, đây là món quà của họ nhà gái được giao quyền cho tôi gửi tới để chúc mừng ông bà, ông thông gia cũng như cô dâu và chú rể, con cháu của chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đơn lời cho đôi duyên mới xin được cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ tất cả các bác, các cô, các chú đã dành tặng cho đôi duyên mới trong ngày trong ngày hôm nay. Tiếp tục với chương trình, quà mừng trân trọng được giới thiệu và kính mời món quà đến từ anh em họ ngoại của chú rể ạ. Sau món quà này xin lưu ý tới sự diện của anh em họ nội ngoại, cô dâu xin được các chuẩn bị ạ. Quý ông, quý bà cùng toàn thể quan viên hai bên dòng họ, hôm nay ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai em, anh cùng tất cả các anh các chị có chúc quà cho hai em, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Kính chúc quý cố, quý ông, quý bà cùng toàn thể hội hôn một năm mới vạn sự như ý. Xin được đến lời cho đôi duyên mới cảm ơn thật nhiều những tình cảm yêu thương đến từ tất cả các anh chị em bên hồng ngoại của chú rể đã xin tặng cho đôi duyên mới trong ngày đi xây dựng hạnh phúc hôm nay. Trân trọng được giới thiệu và kính mời tình cảm yêu thương đến từ anh em họ nội của cô dâu ạ. Vâng, kính thưa quan viên hai dòng họ cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ, hôm nay là ngày vui của hai em, thì tất cả các anh chị em bên họ nội cũng về đây chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới, chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc và tình nghĩa mãi keo sơn thắm đồng. Xin cảm ơn. Và sau đây em xin gửi tới quý hội hôn được một bài thơ để gửi tới hai em hôm nay ạ. Đông về cho gió heo may, cho anh cưới vợ, cho em lấy chồng, chúc mừng đám cưới Thủy Nam, trăm năm hạnh phúc chứa chan nghĩa tình, hôm nay nên vợ thành chồng, sang năm con cháu rộn ràng đông vui, chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hé cười đón ánh nắng bình minh, hôm nay Nam Thủy sánh vai đẹp đôi loan phượng trúc mai một nhà, họ hàng cô bác gần xa từ Nam Chí Bắc về đây chúc mừng, chúc cho duyên thắm má kề trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay, nguyện xin Thiên Chúa xót thương gia đình hạnh phúc ấm êm thuận hòa, chúc cho các gái chưa chồng mau mau thoát nạn nằm không, chưa có mở lòng là sẽ có, để cuối năm nay sẽ lấy chồng, xin chúc cho các chàng trai chưa có bạn gái phải đi tìm, tìm hoài tìm mãi rồi sẽ có, để rồi đám cưới như ngày hôm nay, chúc cho tình thông gia mãi gắn kết, tình nghĩa ông keo sơn mãi thắm nồng, xin chúc cho quý hội hôn sinh tươi trẻ khỏe trọn đời yên vui, đầu xuân Tân Sửu chúc cho quý anh quý chị quý ông quý bà bình an hạnh phúc phát tài, công thành danh toại tiền vô dạt dào. Xin hết ạ. Và sau đây em sẽ hát một bài để mang tên bài hát Hãy Hát Lên ạ. Vâng.
năm trôi vai trôi hoài về phía đông, và mình cũng hát lên lao lên đỉnh cao, cùng hát lên lao lên đỉnh quan môn, cùng hát lên tiếng chân với khắp trời và đại thiên vũ. Dù rằng đời lắm khó trong vòng tay phía trước và lối đi về vòng quay của ai biết, cùng hát bao la xuân ta đi bao cõi buồn và mình cùng hát lên niềm vui. Gió vẫn còn trong một khu đê khắp trời, nắng vẫn còn vào mùa xuân đông mới về. Này anh ơi xin chớ lo âu vì cuộc đời còn lo lắng ấy. Sóng vẫn còn và bờ vẫn trắng biên chiều, nước vẫn còn và màu xanh biếc cuối nào. Dòng sông xưa vẫn nằm trôi mãi, trôi hoài về biển nhau. Và mình cùng hát lên nào người bình thơ thiên, cùng hát lên nào người mình còn nói, cùng hát lên đi cho đêm vẫn tắt trời và ngày thêm ước mơ. Quý toàn thể, có quý vị có biết hay không, theo con được biết thì với cô gái vừa hát với ca khúc Hãy Hát Lên là Thủy Dung, cô là một chàng trai 100% đã có chồng. Lên chương trình tới sự hiện của tất cả các bạn trẻ, chúng ta sẽ không mon men lại gần, tránh trường hợp ăn một o. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay sau đây tôi xin mời sẽ đón nhận với tình cảm yêu thương đến từ anh em họ ngoại của cô dâu ạ. Xin được chào đón tình cảm đến từ anh em họ ngoại của cô dâu. Rất là sức ruột nhưng chúng ta sẽ nán lại một chút, tại vì là điều kiện hôm nay dự tiệc đã hơi muộn một chút rồi, nên thời gian thì không được dài lắm, nên các cụ sẽ cùng thông cảm một chút đó. À, kính thưa hai bên hai họ nhà trai nhà gái, cùng toàn thể các anh em các bạn của cô dâu và chú rể, con đại diện cho bên ngoài họ nhà gái, anh em họ nhà gái, con xin nên chúc phúc cho anh chị, cho nó hạnh phúc. Kính thưa thầy, quý vị thật đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng đeo, mấy sông nổi và mấy đèo cũng qua, yêu nhau thì chẳng một ngày đường xa, máy bay không có thì ta đi tàu. Cho nên giờ phút này ban tổ chức tôi ăn cập nhật được từ chủ tịch nước nhân dân Trung Hoa vì dịch vụ Covid. Nếu ông không vào về được, ông đang gửi tặng hoa. Còn ông Morak Mama giờ này máy bay chật chỗ đang phải xa ga đi tàu vì đường vòng ông đi rất là lâu, giờ này mới khoảng chân cầu Đò Quan. Trong khi trả lời các chủ tịch nước về trao hoa trao quà, trân trọng được giới thiệu và kính mời món quà đến từ anh em quận 7 ạ. Món quà đến từ anh em quận 7, sau món quà anh em quận 7 đi về tới món quà của anh em xã Đoàn ạ. Trân trọng được giới thiệu và kính mời món quà của anh em quận 7 cũng như anh em xã Đoàn của chú rể, món quà tất cả của những người bạn yêu thương của chú rể ạ. Anh em quận 7 ơi chà. Hết rồi. Tôi ở trong xã Đoàn rồi. Đã ngủ chưa? Mày nói chuyện. Alo. Vâng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà của con bên hai dòng họ, của toàn thể các bạn đất gần xa. Hôm nay là cũng ngày trong năm hạnh phúc của hai em. Anh cũng thay mặt cho anh em đôi bài là thứ nhất là chúc hai em trong năm hạnh phúc. Mày còn một à? Cái đấy giới thiệu riêng, cái này là quần bài. Anh cũng chẳng có gì, chỉ có một bó hoa kèm theo phong bì này cũng gần chục củ để mừng cho hai em. Chúc hai em trong hạnh phúc.
Đấy, sau đây là còn là cũng chả có gì, chỉ có một tí còn là chưa phải xong thì em chụp ảnh. Đấy, cũng có tí văn nghệ, xin phép chương trình cho anh em tầm khoảng 20 phút, được có 15 phút. Nếu mà 15 phút đi về luôn, còn 20 phút anh em ở lại. Đến buổi ảnh, đôi bài là chơi phải như vậy. Đấy, nếu mà dưới 15 phút anh em đi về, chưa chưa. Đấy, theo ý kiến anh em nhá. Đấy, ơi con cũng xin theo các cô với có thể các ông bà đây, con xin hết. Cả buồn. 1, 2, 3 hay nào? Đấy. Hay nào? Đi đi đi. Đấy. Đấy. Thank you.
Trở lại của viên biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có ý kiến phát biểu trong ngày trọng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời. Kính thưa các cố, các ông, các bà của toàn thể hội hôn, đúng là cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tạm dừng. Tôi cũng xin đại diện cho họ nhà gái xin cảm ơn tất cả các cố, các ông, các bà và toàn thể anh em ở dưới đây. Phải nói là một cái tổ đã tổ chức một buổi lễ hoành thành hôn cho hai cháu thật là long trọng và rất là tốt đẹp. Thì cũng chuẩn bị bước sang năm mới, thì tôi cũng xin chúc cho các cố, các ông, các bà dưới đây có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và được đầy hồng ân Thiên Chúa ban cho. Xin cảm ơn. Kính thưa thầy, quý vị, thật đúng là ai bắt nhịp cầu hôn nước mà lại xin cùng sánh bước thuyền quên. Ông ta và người xe chiên mà xe tài gái đàm nên là về bên nhau. Nhà gái thì đã phát biểu rồi, tuy đời rất ngắn nhưng lại rất hay. Và đáp từ nhà gái hôm nay, nhà trai chúng con cũng có đôi lời cảm ơn, trân trọng được rượu và kính mời sự trở lại của viên biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. À, sẽ có ý kiến trước là đáp lễ, sau là cảm ơn, trân trọng được kính mời. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Sẽ có ý kiến phát biểu trước là đáp lễ, sau là cảm ơn. Thưa các quý cố bà cha bác quan viên hai dòng họ thiết, xin thay mặt cho họ nhà trai tôi xin chân thành cảm ơn các quý ông quý bà đã bớt chút thời gian và gặp về đây, đã có những lời ca tiếng hát đời chúc mừng hay nhất để chúc ngày chúc hai cháu. Một lần nữa xin thay mặt họ trai xin kính chúc các quý ông quý bà cùng toàn thể cha bác quan viên hai dòng họ đón một năm mới mạnh khỏe an khang dồi dào sức khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa thể quý vị, lời phát biểu của vị biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái và lời nhà ý của vị biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai đã cất giọng thành nam thu thủy ơi yêu nhau các cháu đắp chín mười bề hàng trăm chút lệch cũng kê cho bằng trong giận vừa phải nhỏ lời cấp sữa bất nửa cả đời không kê trước này họ đã cất giọng đủ điều sau hiện dễ thảo sớm chiều lo toan sống sao cho chọn nghĩa vợ và kính mãi yêu cha cho chọn tình chồng. Mặt trời thì giờ phút này đây đã xế về chừng khoảng hơn 14 giờ chiều. Nhưng vì công việc ngày mai đang chờ và giờ phút này cho phép ban tổ chức thương xin tuyên bố khép lại với chương trình sự kiện đại lễ thành hôn đăng quang cho Thành Nam và Thu Thủy tại đây. Xin chúc toàn thể quý vị chúng ta ra về tràn ngập trong niềm vui và niềm hạnh phúc của đôi duyên mới. Một lần xin được chân thành cảm ơn với sự diện của tất cả quý vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.